A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học một ít của ngài Ấn Quang Đại Sư và ngài Lý Bỉnh Nam, hai người. Thì chân hiếu nói sơ là ngài Lý Bỉnh Nam đã nhắc đi nhắc lại mấy chục năm, cứ nhắc là trong tâm phải có Phật, nhắc rất là nhiều lần. Nhưng mà mình cũng phải nghe tới bao nhiêu năm thì mới thâm nhập được, chẳng phải dễ dàng. Thì khi nào thâm nhập thì mình tự biết. Nhưng mà mình phải nghe nhiều để không mấy uổng cái đời tu. Thì ngài Lý Bỉnh Nam nói nếu mà trong tâm không có Phật là thất bại hoàn toàn, có nghĩa là không có bản sanh, chúng ta sẽ đi luân hồi. Ngài Ấn Quang Đại Sư ngài nói đó, Người quân tử là vì mình niệm niệm nhắc nhở mình tự tỉnh đó. Nếu mà là quân tử thì mình nhắc mình, chứ ít có dám nhắc người. Có nghĩa là mình tự tu trước, tự làm cho thân tâm mình thanh tịnh. Giác và mộng phải tu giống như nhau. Đó là Ấn Quang Đại Sư đó. Có nghĩa là khi thức phải tu làm sao mà tới ngủ cũng tu được như vậy. Bởi vì đó, Viên Anh Lão Pháp Sư nói đó là lúc mà lâm chung mà chết rồi đó, nó giống như ngủ vậy đó. Nó không có khác gì cái trạng thái khi ngủ hết đó. Vì đó mà hiểu rõ là khi thức còn sống cũng như là khi thức, chết cũng như là ngủ. Nó phải hiểu được như vậy. Bây giờ nếu như chúng ta mới có biết là lúc mà chúng ta mất là chúng ta niệm Phật được hay không, thì coi như cái lúc ngủ thì biết. Tại vì nó giống nhau như một vậy. Ấn Quang Đại Sư cũng nói tu thì phải khi thức và lúc ngủ trạng thái giống nhau thì thành công. Thì Viên Anh Lão Pháp Sư nói đó, không có khó gì đâu, cứ tu lâu năm tự nhiên nó được. Bây giờ muốn cũng không được, ngủ là nó mê, không có thể được. Nhưng mà tu lâu tự nhiên ngủ nó cũng niệm được. Cái đó là tự nhiên lắm. Thì có những cái ngày mà chân hiếu niệm Phật nhiều quá, có một ít ngày, không có nhiều ngày lắm đâu, thì ngủ vẫn niệm được. Niệm lâu lắm là niệm tới 5-6 tiếng đồng hồ. Niệm tới thức dậy cũng còn niệm. Nó là cái trạng thái giống như nó nhập ở trong đó sâu quá. Thì khi ngủ cái âm thanh niệm Phật nó cũng còn ở bên tai tới cả đêm như vậy. Đó là chuyện bình thường lắm. Nhưng mà chân hiếu tu dở quá cho nên nó mất hết rồi, không phải dễ dàng. Nhưng mà có đôi lúc nào đó cái tâm mình quá chân thành thì tự nhiên nó hiện cái đó ra. Nó cũng bình thường lắm, không có khó hiểu gì. Nhất là những cái khi trưa nghỉ thì cái câu niệm Phật nó dễ hơn là ban đêm. Ban đêm thì nó khó. Những cái ngày đừng có mệt á, cái sức lực đừng có mệt, cái tâm mà nó bình thản nhẹ nhàng thì dễ dàng lắm. Còn khi mà mệt quá thì mê dữ lắm. Bởi vì đó, ngài Ấn Quang Đại Sư nói để mà còn thức đó thì phải tu cho thuần thục. Thì tới khi mà thuần rồi thì trong ngủ, lúc nằm mơ cũng không có làm sai điều gì hết. Đầu tiên là tu cho cái tâm nó thiệt là thanh tịnh, nó không có còn những cái tâm ác nữa, thì giấc mơ không có làm sai. Ở trong mộng lúc nào cũng người rất là tốt, mặc dù là mộng nhưng mà tâm ác cũng không có. Cái đầu tiên là phải tu được như vậy. Nếu như mình nằm mơ mà thấy mình có tâm ác á, là có nghĩa là cái trong cái tạng thức cái ác tâm nó còn nhiều lắm, nó mới hiện ra trong giấc mơ. Phải tu tới ở trong mộng mà cũng có thể là đắp y niệm Phật, cũng có thể là rất là hiền từ, rất là khiêm nhường, rất là thanh tịnh mới được. Thì mình coi ngay cái trong giấc mơ thì biết cái trong nội tâm hiện thời nó có công phu bao nhiêu sâu thì coi ở đó. Bởi vì nói là ngủ và thức, chết và sống rất là giống nhau, không có khác. Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy tiếp, người học đạo nếu mà cái sự niệm Phật nó tăng được một phần thì cái phiền não của mình nó giảm một phần. Cái điều đó rất là chính xác. Người nào đó mà còn phiền não nhiều thì chứng tỏ là cái niệm Phật còn
phần dở lắm, cho nên nó mới hiện cái tướng phiền não nhiều như vậy. Nếu chúng ta tu được một phần, câu niệm Phật nó nhập vào tâm một phần, thì những cái sự phiền muộn ngày xưa nó sẽ bớt một phần. Nếu chúng ta niệm 5, 10 năm, kết quả nó nhiều lắm. Nó là cái pháp tu là tối thượng của Thế Tôn để lại, cho nên nó dẹp hết phiền não. Nó có thể làm cho đời sống của mình, tâm linh mình rất là an ổn, rất là thanh tịnh. Thì khi đó mình mới biết lời của Tổ nói rằng, nếu như câu niệm Phật của ông niệm được một phần, thì phiền não sẽ bớt một phần. Người nào phiền não còn nhiều, ngày đêm thường bị phiền não nó quấy nhiễu, thì phải nên niệm Phật cho thiệt nhiều, đừng có phóng túng. Đó là Tổ dạy vậy. Cái này hay dữ lắm. Lời của Tổ thì đơn giản lắm. Nếu như mà mình có trong tâm phóng túng một chút, hơi giải đãi một chút đó, phiền não liền nhập, nó liền phát sanh, không có chạy thoát được. Có nghĩa là khi mà mình bị phiền não nhiều đó, mà cái tâm mình vừa sơ hở một chút đó, nó nhập vô liền. Nó là nó suy nghĩ rồi nó sanh bao nhiêu thứ phiền ở trong đó. Có nghĩa là cái kẻ hở thì Ngài Lai Quả nói đó là cái tâm linh của chúng sanh, cái kẻ hở nó lớn lắm. Thì Ngài giải thích cái kẻ hở là mình niệm một câu A Di Đà Phật, rồi từ câu A Di Đà Phật này qua câu A Di Đà Phật khác, chính giữa của hai câu A Di Đà Phật là cái kẻ hở cho phiền não xâm nhập. Nếu mà tính kỹ từ chữ Nam tới chữ Mô có cái kẻ hở nữa, nó phải tính như vậy. Cho nên nếu mà một cái câu niệm Phật mà mờ thì kẻ hở nó liền có cái kẻ hở cho phiền não xâm nhập. Quý vị nào nhìn kỹ trong tâm sẽ thấy nó chính xác như vậy đó. Cái đó là kẻ hở của tâm. Thì Ngài Lai Quả nói cái kẻ hở đó thì là luân hồi lục đạo, là do cái kẻ hở đó lớn quá, cái phiền não nó dễ dàng xâm nhập quá, mà cái công phu của mình, Ngài nói mới đầu như là bóp một nắm cát vậy đó. Cát thì làm sao mà do nó thành một khối được? Không được. Do làm sao nó cũng rớt ra, phải không? Nhưng mà lâu ngày rồi đó, cái mồ hôi của mình á, nó do thành một cát. Là có nghĩa là cái công phu tu hành cũng vậy. Khi mới niệm Phật thì kẻ hở từ chữ Nam tới chữ Mô nó có cái hở. Từ cái câu này qua câu khác nó có cái hở. Cái kẻ hở đó làm cho phiền não nó xâm nhập được tâm. Vì vậy đó, khi mà cái tâm phóng túng một chút đó, thì kẻ hở nó tới mấy tiếng đồng hồ lận. Không phải một câu qua một câu mà nó tới 5-10 phút nửa tiếng kẻ hở nó lớn như vậy. Thì bao nhiêu thứ phiền não ngày xưa liền thâm nhập. Thì mình nói tại sao mà tu mà còn phiền não nhiều tới như vậy. Thì cái sự giải thích là tại vì cái kẻ hở của mình lớn quá thì không có thể bích được nó. Ngài Lai Quả đó, nếu ông bích được cái kẻ hở đó thì không còn luân hồi nữa. Hết luân hồi. Tại vì không có cái gì xâm nhập được tâm thì làm sao mà đi luân hồi được. Thì mình niệm Phật mà tới cái tâm thuần thục đó liền tương ưng. Nếu mà cái tâm thuần thục đó thì cái kẻ hở rất là nhỏ. Mà thí dụ nó hở ra một chút phiền não vào đó, mình liền có thể khép cái kẻ hở đó lại, mình có thể niệm đắc lực thì liền đắc an lạc. Thì tâm kẻ hở lớn quá cho nên nó phiền não nhiều. Bây giờ nếu mình niệm được một cái chuỗi gọi là tịnh niệm tương tục đó, một cái chuỗi niệm Phật rất là chặt chẽ trong đó, kẻ hở đã lấp bích liền có thể an lạc. Rất là an lạc. Vì cái đạo lý là tâm nó đã bích được cái kẻ hở của tâm đó thì chánh niệm thiện tiền. Nếu như mà phóng túng thì phiền não liền xâm nhập. Người nào mà đã đoạn được hết phiền não đó thì mới tùy ý phóng túng. Bởi vì mình thấy những vị cao tăng người ta đó giống như không có tu vậy đó, mà không có thấy phiền não. Mình cũng bắt chước, mình cũng không có tu. Mình cũng thấy người ta tự tại, mình cũng làm theo. Thấy các ngài tự tại quá, đâu có thấy dụng công gì đâu, không thấy lên chánh điện nữa, thí dụ vậy. Mình làm theo là chết liền, mình không có thể được. Các ngài người ta hết rồi, phiền não người ta không còn nữa, cho nên người ta tự tại. Người ta đó là lăn xả vào thế giới để mà cứu độ chúng sanh, làm muôn ngàn Phật sự tâm thường thanh tịnh. Mình thấy thích quá mình cũng làm theo. Làm theo thì mình phiền não nhiều quá. Cho nên đó là các ngài đó, thì Ngài Ấn Quang nói đó, nếu như mà cái phiền não trong tâm đã đoạn hết rồi đó thì tùy ý hành động, không cần kiềm chế, không cần giữ giới nữa, không cần gì, không cần cái gì hết, nó đã thanh tịnh rồi.
Bởi vậy đó là lục tổ dạy trong đó hay lắm. Nếu người nào có đọc thì biết. Cái loại người đó không có giữ giới luật gì đâu, cũng không có gì hết, nhưng mà nó tương ưng với Phật. Cái loại người đó đó là chư tổ nói ra thì tương ưng với kinh. Cái tâm là thiền, cái thân là giới á. Cái lời nói đó thì tương ứng với kinh. Bởi vì cái người mà đắc đạo đó thì nói cái gì cũng giống lời Phật hết, mà tâm đó là thiền, tâm là nhập định không đó, lúc nào cũng vậy, ở trong đại định. Hoài nghi tất cả các thứ đều có. Vì vậy đó, vì ở trong nó đã hết cái đồ ác, đồ dơ, đồ lấy ra hết rồi, thì nó không còn cái xấu ác nữa. Dù làm cái gì nó cũng tốt, tại vì nó không có cái xấu ở trong đó. Cái tâm xấu đã bị đoạn hết rồi. Người mà chưa có cái công phu thuần thục đó, thì cái công phu nông cạn đó, thì cái việc buồn và giận, nếu mà cái tâm vừa vui một cái hay là cái tâm vừa giận một cái thì cái gương mặt đổi liền. Đó là Ngài nói như vậy. Công phu còn cạn đó thì như vậy. Còn những vị hòa thượng lớn có lẽ sâu đó, các ngày buồn mình không biết, các ngày vui mình cũng không có hay đâu, tại vì cái công phu nó sâu nó vậy. Còn như mình đó, buồn vui người ta nhìn là biết. Nếu như đó mà mình buồn mình vui người ta cũng đều biết hết, mình cái tâm mình động là người ta thấy được đó, thì bây giờ Ngài Ấn Quang Ngài dạy là mình phải xem trọng cái câu niệm Phật cho thiệt là nặng ký. Còn những cái khác thì buông xả, có nghĩa là công phu còn yếu lắm thì nó mới hiện ra những cái tướng đó. Vì vậy đó mà phải niệm Phật cho nhiều, phải xem trọng cái việc tu là gấp nhất, những cái khác là buông xả. Tu từ từ thì mới biết ở trong trần lao mà tu hành, không có phải đoạn trần lao. Thì tổ nào cũng dạy như vậy, Ngài Hư Vân cũng dạy như vậy. Phải tu ở trong lúc làm việc, phải tu ở trong lúc đi làm trong hãng xưởng, phải tu ở trong lúc làm Phật sự trong chùa. Cả một đời đó, đi tới đâu thì tu tới đó, hoàn cảnh nào cũng tu. Phải rèn luyện sao mà trong trần lao, không có nhiễm trần lao. Làm sao mà sống ở trong cõi đời, người ta sống giống vậy mình cũng sống giống vậy, mà người thì phiền não còn mình thì thanh tịnh. Phải sống như vậy, cũng là cùng một hoàn cảnh như vậy, nhưng mà người không có tu thì phiền não vô biên, còn mình nếu biết tu thì cũng hoàn cảnh như vậy, nhưng mà mình an lạc thanh tịnh giải thoát. Phải rèn luyện ở trong cái nghiệp của mình mà tu ra, không phải mà trốn cái nghiệp được. Ví dụ cái số mình không có tiền thì từ chỗ không có tiền mà tu, chứ không phải đợi tới có tiền mới tu được. Mình phải từ ở trong cái chỗ mà thí dụ mình bị cùng cái đời của mình lúc nào cũng gặp cái ngõ cùng hết, không có cái lối thoát, từ ở trong ngõ cùng đó mà tu, không đợi mà thoát rồi mới tu đâu. Cũng như nói phải đợi xuất gia thì mới tu, không phải đâu, phải ở nhà tu. Nếu mà đợi xuất gia thì biết chừng nào, thì khi xuất gia rồi phải đợi cái gì nữa mới tu, thường là như vậy. Cho nên đó là các ngài nói đó là ở trong cái chỗ phiền não nhất, ở trong cái chỗ mà không có lối thoát, tìm cái lối thoát, thì cái lối thoát đó là lối thoát chân thật. Người mà có công phu thì đi tới đâu, sống nơi nào đều có cái sự tu hành, nó không có bị khiếm khuyết. Nhưng mà lúc vui thì cũng tu, lúc buồn thì cũng tu. Chẳng phải mà buồn là không có tu hành, hay là vui quá là không có tu, hoặc là bây giờ chúng số độc đắc thì cũng vậy thôi, cũng tu như vậy. Không phải vậy, chúng ta mà chúng số là hết có tu được. Cho nên xin đừng có chúng số, thiệt là khó lắm, thiệt là cái ải nó khó. Cho nên đó là từ ở trong cái khó khăn nhất mà tu, thì là cái người hiểu đạo. Chư tổ đều dạy như vậy, không có đợi mà đi vào rừng sâu núi thẳm đâu. Phải ở ngay hiện thời, cái hoàn cảnh, cái nghiệp chướng của mình, niệm A Di Đà Phật, niệm cho tới thân tâm an lạc. Cũng không có khó lắm đâu. Chẳng hiểu thấy tu hành là cái gì đó, nó lợi ích nhiều, nó là một cái pháp lạc rất là sâu mà chư Phật dạy cho mình, quý báu lắm. Người có công phu một chút liền hiểu, nó quý giá lắm, nó không có cái gì so sánh bực. Một cái đời tu nó đẹp lắm, nó tốt dữ lắm. Đó là lời của Phật dạy, mình theo thì cái cuộc đời của mình nó, mình thấy xứng đáng lắm. Bởi vậy người ta nói tu một ngày mà chết cũng yên tâm đó, sáng nghe đạo chiều chết cũng bằng lòng. Nó quá là xứng đáng để mình xứng đáng với cuộc đời của mình. Thì nó, đạo nó là như vậy. Tất cả những cái nghiệp ác của mình, những cái thói xấu của mình, những cái gì mà xấu ác trong tâm, những cái phiền não, những cái tập khí, tất cả những cái thứ đó
Tại sao vậy? Tại vì mình chỉ là tu ở bên ngoài mặt thôi, công phu của mình bên trong không có cái gì hết, thì cái những cái thứ đó nó mới không có thể nào mà đoạn được. Bởi vì nó tu là từ cái tấm lòng chân thật rất là sâu từ bên trong mà tu, thì nó mới đoạn được những cái xấu ác đó. Còn nếu chúng ta chỉ có cái bề ngoài tu nó rất là sơ sài ở bên ngoài thôi, ngoài mặt thôi, giống như là không có sâu xa bên trong, không có cái tâm dõng mãnh, không có cái tâm sâu sắc, thì những cái phiền não đó không có cách gì mà đoạn được, phải từ trong nội tâm mà tu. Như vậy đó, nếu mà không có từ trong nội tâm đó thì ông sẽ sanh ra công và lợi. Cái này hay lắm, mình làm cái gì mình cũng thấy mình có công lớn hết đó, tại vì mình không có từ bên trong mà tu ra thì nó ghê gớm. Mình làm công đức mà mình thấy mình có công, cái lúc mà mình thấy mình có công đó nó sẽ tổn hại hết tất cả những cái phước báo của mình, lời của tổ đó. Tại vì mình không có chân thật ở trong lòng cho nên mình cứ kể công. Khi mà kể công đó thì cái công đó nó sẽ tổn hại mình, nó ngược lại với mình. Tại vì đó, mình nếu mà từ ở trong mình tu ra đó thì không có bị vậy, không có bị danh lợi, không có kể công gì hết đó. Nó bình thản, nó nhẹ nhàng, nó không có tính công, mà nó là từ bi, nó là lòng thương, nó là cái sự giống như là chúng ta có một chút an lạc thì những người nào không có an lạc mình thương nhiều, cũng như là mình là cái người lành lặn, mình thấy người ta không có lành lặn thì mình thương. Cái đó là lòng thương chứ không có kể công. Nếu mà không có khéo đó liền là kể công kể đức. Tôi có công đức, tôi có công lợi ích, tôi làm cái này nhiều, tôi làm cái kia nhiều. Vì cái công phu không có thâm sâu cho nên cái công đó nó thường làm cho cái tâm mình nó tính tới nó, vì vậy mà tổn hại quá nhiều quá nhiều. Ngài nói làm như vậy tổn thương tới mình nhiều lắm. Vì vậy đó, phải từ ở trong nội tâm mà tu để dẹp hết những cái thứ phiền não đó. Cái đó cũng gọi là phiền não. Không có từ bên trong đó thì bị những cái thứ đó nhiều lắm, nó sẽ phá mình, mất hết công đức. Vì vậy người chân thật tu thì giống như khờ khờ, không có biết cái gì. Thưa quý vị, mình đọc qua của Ngài Lý Bỉnh Nam nha, để cho mình biết cách tu. Thì một ngày học của Ngài Ấn Quang một chút, Ngài Ấn Quang dạy thì nói về luân thường nhiều lắm, nói về đạo lý làm người nhiều lắm. Khó, Ngài Ấn Quang dạy khó nhưng mà đạo lý sâu dữ lắm. Lý Bỉnh Nam thì dễ dàng hơn, chân hiếu đọc quý vị sẽ thấy dễ hơn. Hiện tại là thời kỳ mạt pháp, mình phải nhờ tự lực và tha lực, không có thể tự lực được mới có thể đi qua cái lúc lâm chung. Thì như Ngài Ngẫu Ích nói rất là đúng, lâm chung không có ai thoát nổi, phải nhờ Phật A Di Đà hiện thân tiếp dẫn thì mới có thể tâm không điên đảo. Còn không ấy là tâm điên đảo, lâm chung là điên đảo, tại vì nghiệp chướng chưa đoạn thì điên đảo. Nghiệp chướng chưa đoạn thì đi đầu thai. Còn ví dụ nghiệp chướng là một tỷ phần, mình còn một phần tỷ cũng đi đầu thai nữa. Nói như vậy, nghiệp chướng còn một chút xíu cũng đi đầu thai, không có thể nào giải thoát được tự tại được. Mà đầu thai là không có tự tại đâu, không có tự tại, phải như Bồ Tát không có đi đầu thai, tự mà hóa thân tới mới được. Chúng ta không có thể được. Vì vậy hiện tại Ngài Lý Bỉnh Nam nói hiện tại là thời mạt pháp, mình phải biết thời mạt pháp mình phải tu vừa tự lực mà vừa tha lực, nhờ cái lực của Phật. Còn nếu mà mình không có nhờ lực của Phật thì mình phải đắc cái A-la-hán quả mới được. A-la-hán quả đó, cái người bình thường như mình vậy đó, tu tới 10.000 năm mới chứng được. Từ 1.000 năm cho tới 10.000 năm, mình sống có 100 năm không đủ thời gian để đạo hoạt. Có nghĩa là cái phiền não của mình nó sâu quá đi, nó không có thể nào mình lấy ra được, mình không có thể đoạn được. Vì vậy cái người chứng A-la-hán là đoạn hết những cái phiền não đó. Thế gian bây giờ kiếm một người cũng rất là khó khăn. Chúng ta đừng có đi con đường đó, tại vì mình không có làm được. Mình thế nào cũng còn chút nghiệp chướng dư lại, dù mình tu giỏi nhất thì cũng còn à. Thì nó đi đầu thai tiếp. Tịnh Độ Tông là nhị lực pháp môn, đó là nhị lực pháp môn đặc biệt lắm. Mình còn nghiệp chướng rất nhiều, nhưng mà khi Phật hiện thân thì liền tiếp dẫn, đem về Tây Phương đoạn hoặc chứng chân, lên ngôi bất thoái. Nó là cái pháp môn rất là đặc biệt, mà Phật Thích Ca nói rất là khó tin, không có bao nhiêu người tin được. Vì ông có thể mang nghiệp mà đi về Tây Phương để mà đoạn hoặc, không phải mà tự một mình ông đoạn ở đây. Ông nhờ cảnh giới của Phật,
cái phước báo, cái y báo chánh báo mà ở ở Tây phương ông nhờ nương tựa cõi cực lạc để đoạn hoặc, nó dễ dàng lắm, nó sẽ đoạn rất là dễ dàng. Nhưng mà ngài Lý Bính Nam nói cái pháp môn này nó quan trọng là ở chỗ nào nhất? Thì ngài nói quan trọng là ở chỗ cảm ứng đạo giao. Cái pháp môn này là quan trọng lắm. Bốn cái chữ cảm ứng đạo giao này phải hiểu cho rõ ràng, nếu mà không hiểu thì uổng một đời. Nó là nhị lực cho nên nó cần phải cảm ứng. Còn nếu mà tự lực thì không có cần cảm ứng, tự một mình tu. Còn cái này mình nhờ lực của Phật thì phải cảm ứng tới Phật mới nhờ được. Bởi vì ngài Lý Bính Nam nói cái pháp này rất là khẩn yếu. Cái chữ cảm ứng đạo giao mình phải mau mau đi tìm hiểu nó là như thế nào. Mình phải hiểu cho được thì mới có thể cảm được Phật. Cảm được Phật thì nhờ được cái tha lực. Nhờ cái tha lực thì sẽ giải thoát. Nếu mà không có cảm ứng thì đi đầu thai. Nói vậy đó, là thất bại hoàn toàn. Dù cho niệm Phật như thế nào mà niệm không có cảm ứng thì vẫn đi đầu thai, vẫn là thất bại. Bởi vì người niệm Phật thì nhiều, cảm ứng thì ít. Vì những cái lý do này cho nên ngài Lý Bính Nam mấy chục năm cứ dạy như vậy, để cho chúng sanh người ta biết cái quan trọng của tịnh tông là ở chỗ nào. Chúng ta người tu tịnh độ, cái gì nên nắm vững, cái gì nên nắm vững, cái gì là cái mấu chốt của nó để chúng ta có thể giảng sanh thì mình học trước. Mình phải học cho kỹ lắm. Thì khi nào mình niệm một câu A-di-đà Phật liền khác người, không có giống. Khi mình hiểu được rồi đó, một câu niệm Phật của mình nó khác xa với lúc mình chưa có hiểu. Nó khác xa lắm, nó khác xa nhiều lắm. Khi không có hiểu thì niệm nó không có cảm ứng gì hết. Thì ngài Lý Bính Nam giải thích A-di-đà Phật đó như là một cái mặt trăng ở trên không vậy đó. Mặt trăng ở trên không rất là sáng. Người niệm Phật giống như là những cái thao nước, những cái chậu nước vậy đó. Nếu như mà nước của mình mà trong đó thì cái ánh trăng liền có. Đó là gọi là cảm ứng. Thì khi cảm ứng là có ánh trăng, có ánh trăng là có Phật, có Phật là giảng sanh, là giải thoát. Bây giờ tâm của mình có Phật ở trong, nếu mà muốn cái ánh sáng của A Di Đà Phật mà có thể tiếp dẫn được mình thì cái tâm mình nó phải trong sáng, nó phải rất là trong, thì cái ánh sáng và cái đại nguyện của ngài liền có thể ở trong tâm mình có, liền tiếp dẫn. Cái đó gọi là cảm ứng, cái đó gọi là giảng sanh. Nếu tâm không thanh tịnh, nước mình đục quá đi thì cái ánh trăng cũng là chiếu xuống nhưng mà không thấy gì hết. Cũng chiếu vậy nhưng mà không thấy. Khi mà không thấy đó thì A Di Đà Phật hiện trước mặt cũng đi đầu thai nữa. Ngài tại vì cái nước ông đục mà làm sao tiếp dẫn. Dù cho A Di Đà Phật ở trước mắt cũng không có giảng sanh được. Chứ không phải A Di Đà Phật ở trước mắt mà giảng sanh, tại vì cái tâm của ông đục. Vì vậy cái lý này thì ngài Ấn Quang giải thích cái lý này ở trong ở trong sách của ngài Ấn Quang thì nói cái này nhiều lắm. Ngài nói cái này nó sâu xa lắm, nó đạo lý rất thâm sâu. Người muốn biết làm sao để cảm ứng với Quan Thế Âm Bồ Tát, với A Di Đà Phật phải học cái đạo lý này. Ngài Lý Bính Nam nói tiếp, bây giờ làm thế nào mà để được cái tâm trong sáng như vậy để cảm ứng? Cái đó là điểm rất là khác biệt. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà niệm Phật muốn được cảm ứng thì vạn duyên phải buông xuống, đừng có nghĩ cái gì khác. Bắt buộc phải đừng có nghĩ cái gì khác, nghĩ Phật không mới được. Thường chúng ta không có để ý đâu, chúng ta vô niệm Phật đường chúng ta thường suy nghĩ. Ví dụ mình đi kinh hành nửa tiếng, suy nghĩ 25 phút mới chịu ngưng. Ví dụ như vậy. Chân Hiếu ở bên Úc đi kinh hành một lần 3 tiếng, 2 tiếng đầu là gián đoạn là suy nghĩ, tiếng sau mới thanh tịnh. Thiệt là tệ lắm. Một tiếng sau nó mới chịu yên, nó mới chấp nhận, nó mới thương nó được. 2 tiếng đầu nó tự làm khổ nó. Nó sao lạ. Mà ở bên đó thì mấy thầy bên đó cũng thường nói chuyện với nhau, nói kỳ lắm. Lúc mà mới thì 45 phút nó mới yên được. Phải từ phút 46 trở lên nó mới yên. Giống như vậy, thường là một tiếng sau cái tâm nó mới yên. Còn những cái giai đoạn đầu đó giống như nó suy nghĩ nhiều lắm. Cho nên ngài Lý Bính Nam nói vào niệm Phật đường thì phải hiểu cái đạo lý này thì mới chấp nhận buông xuống. Cũng như hôm qua hôm kia mình học là tổ nói là ông hiểu được rồi thì ông mới dám giết cái tâm tham dục của ông. Ông mới dám đoạn nó thì để mà cảm ứng. Thì khi đó chúng ta biết đó, hiểu được cái điều này thì không có nên
vào đây mà còn suy nghĩ, còn giống như còn nghĩ về cái gì. Nếu mà nghĩ như vậy thì uổng hết một thời niệm Phật. Cái thời đó có như là không có tính, vì mình chưa có hiểu được cái đạo lý cảm ứng đạo giao. Mình cứ niệm như vậy đó thì nước của mình đục ngầu à, tâm mình không có sáng gì hết, thì Phật không có cách gì mà tiếp độ. Tại vì mình nhờ tha lực, mình nhờ tha lực mà mình không biết cách nhờ, mình để nước mình đục như vậy, tha lực nhờ không được, tự lực thì không xong. Không? Tại vì đạo lý là nhờ nhờ cái lực của Phật mà mình đi suy nghĩ để cho lực của Phật không có tiếp dẫn mình được, tự mình phá hư, tự mình làm hư cái đời của mình. Có nghĩa là đạo lý là mình nhờ cái lực của Phật, mà lực của Phật muốn nhờ được thì tâm đừng có suy nghĩ thì mới nhờ nổi. Trong tâm phải là thanh tịnh như là một cái hồ nước trong vậy đó. Bây giờ tự mình làm nó đục trước nó như vậy thì mình tự mình phá cái công phu của mình. Mình suy nghĩ như vậy rồi mình niệm Phật nhiều, tới chừng lâm chung Phật đón không được rồi mình trách: trời ơi, mấy chục năm khổ biết bao nhiêu, bây giờ Phật đó không có đón con gì hết. Tại vì đạo lý không có học, Phật đón là phải buông xuống mới được, phải đừng có nghĩ cái khác. Nếu như mà tâm mình á, niệm Phật câu nào cũng rõ ràng, câu nào cũng rõ ràng, chữ chữ rất là rõ ràng, tâm rất là trong sáng đó, thì cái lúc đó gọi là thành tựu cái công phu của mình như vậy, gọi là được rồi đó. Thì lâm chung đó thì bảo đảm lắm, rất là bảo đảm. Nếu mà không có làm được như vậy đó thì cái công phu tu hành thiệt là rất là khó khăn, muốn giải thoát thiệt là khó lắm, khó dữ lắm. Vì hiểu được cái đạo lý đó thì mình bỏ ra 5, 3 năm, 10 năm, 20 năm để mà mình tu cho đúng pháp thì nhất định mình giải thoát. Những cái lời này thấy rất là khó khăn, nhưng mà người chân thật cầu giải thoát thì không có thấy khó đâu. Tại vì đạo lý nó là như vậy. Nếu như chúng ta suy nghĩ thì tương ứng với lục đạo luân hồi, đương nhiên là tương ứng với ông Diêm Vương rồi, phải không? Ổng tiếp dẫn mình, tại vì mình mời mà, mình tự mời mà, đâu phải ổng muốn đâu. Ông đừng có suy nghĩ thì tôi đâu có lợi gì. Tại vì lục đạo là tôi làm chủ, mà ông suy nghĩ thì là chỗ của tôi, thì tôi kêu nó, tụi quỷ nó tới nó tiếp thì ông đi thôi. Còn bây giờ ông muốn Phật thì ông làm cho Phật tới tiếp ông, cái đó là mình làm chủ. Vì vậy đó mà không có trách ai được. Mình hiểu được đạo lý thì mình phải tu đúng cái lý như vậy. Nếu tu đúng cái lý như vậy thì bảo đảm giảng sanh, không có người nào không giảng sanh hết á, không có ai mà rớt được hết á, nếu mà đúng như vậy. Còn làm không đúng đó thì rớt hết tất cả. Thì học đạo rất là quan trọng, những cái thứ này nó quan trọng lắm. Mà thí dụ như mình niệm Phật mà cái tâm vẫn còn tán loạn, vẫn còn phiền não nhiều, vẫn không có nhiếp tâm được thì tự trách rồi từ từ tu, chứ không có gấp quá đâu. Đừng có gấp quá, gấp quá cũng không được nữa. Gấp quá là nó hư hết, nó bệnh, sanh nhiều bệnh lắm, nó chấp trước dữ lắm, chị không có nổi. Thì nói như vậy thì Chân Hiếu sẽ nói thêm là ngày luyến tay ngày nói là niệm Phật tán loạn là tốt bậc nhất á. Tại sao vậy? Tại vì tán loạn lâu ngày nó mới nhất được, chứ bây giờ nếu mà tán loạn còn niệm không được nữa thì làm sao? Tán loạn còn tốt hơn là không có tán loạn, không có niệm. Đó là cái bước thứ hai. Không có niệm Phật là bước thứ nhất, niệm Phật tán loạn là bước thứ hai, niệm Phật nhất tâm là bước thứ ba. Nếu mà không có cái bước thứ hai đó làm sao có bước thứ ba? Bởi vì bước thứ hai tốt lắm, hạng nhất là bước thứ hai. Rất là hay, phải không? Nếu mà không có tán tâm thì sao mà ông còn chưa chịu niệm nữa kìa. Ông niệm là ông đã đi một bước rồi, cho nên nó là tán tâm. Nhưng mà chúng ta phải biết cái phương pháp niệm đó là khi mà niệm đó thì Nam Mô là quay về, A Di Đà Phật là Phật A Di Đà. Cái nghĩa nó phải rõ, thiệt là rõ thì liền thanh tịnh à. Cái nghĩa của cái câu chứ không phải là cái tiếng đâu. Cái tiếng nhưng mà nó phải có cái nghĩa. Cái nghĩa là bây giờ con muốn về với Phật, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật là con muốn về với Phật. Rõ lắm. Tiền niệm mà cái nghĩa nó có trong cái câu đó liền là có Phật à. Tại con muốn về với Ngài mà. Nam Mô A Di Đà Phật, cõi này khổ quá, con chỉ muốn về Tây Phương, phải không? Nó cái nghĩa nó như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, con chỉ muốn lâm chung Phật đón, về cái nơi an dưỡng. Nam Mô A Di Đà Phật là Nam Mô là quay về, con chỉ về với A Di Đà Phật, con chỉ muốn về với A Di Đà Phật. Cái tâm nó theo cái tiếng á, nó hiển cái nghĩa mà nó hiển rồi thì tâm là ở chỗ đó, tại tâm là ý niệm. Thì tâm có Phật, là ý niệm là Phật, cho nên tâm có Phật.
Thưa quý vị có hiểu không? Nếu không hiểu thì không có tu được đâu. Không hiểu là không có giải thoát. Mình niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà mình không có nhiếp tâm, cái tiếng nó không có rõ đó, nó giống như 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó giống như vậy à. Nó chưa có cái nghĩa gì hết. Bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, nếu như mà cái tiếng nó rõ làm cho mình thấy quả thật là muốn về với Phật A Di Đà. Tại vì Nam Mô là muốn về, muốn vãng sanh giống như vậy. Mà vãng sanh chỗ nào? Chỗ A Di Đà Phật. Phải không? Cái nghĩa nó hiện ra thì tâm nó ở trong cái nghĩa, liền không có suy nghĩ. Tâm nó ở trong cái nghĩa thì còn nghĩ cái khác được đâu, không có nghĩ được. Hiện thời nó loạn quá cho nên nó nghĩ cái khác, mà cái miệng niệm mà nó không có chịu quay về được đó. Cái miệng đã giúp cho cái tâm niệm lớn như vậy đó, mà nó còn đi chơi đâu, nó không có chịu. Nhất định không có chịu chỗ Phật, nó không chịu, nó cứ ở đâu đó. Mà năn nỉ lắm cũng không có chịu đâu. Rất là khó, mà muốn nhiếp á, nhức đầu dữ lắm. Phải làm sao mà rất là tự nhiên, rất là bình thản. Niệm đó, thì cái tâm nó không có đi đâu hết đó. Nó về cái chỗ của Phật. Là con bây giờ giác ngộ rồi, chỉ có về với A Di Đà Phật thì mới hết khổ được. Thì ở trong đó đó bao gồm cả một cái tịnh tông đó, 6 cái chữ đó đó, bao nhiêu lời dạy nằm ở trong cái câu đó hết, mà tổ nói đó 12 bộ kinh nằm ở trong đó hết. Mà khó thấy hiểu quá, cái đó quá sâu. Nhưng mà rõ ràng tất cả những cái lời dạy này nằm ở trong cái câu đó hết đó. Giống như là chán ta bà thích tịnh độ, thì Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng là muốn về với Phật là chán ở đây à. Nó có cái nghĩa nó sâu lắm. Nó trong cái câu đó nó bao gồm hết tất cả, một cái tịnh tâm nằm ở trong đó hết. Cho nên mình niệm một câu, nếu mà đúng pháp niệm lên liền thấy tâm có Phật à. Tâm đã có Phật rồi thì cái niệm đó gọi là nhất tâm. Nhất tâm trong một câu. Nhưng mà còn loạn. Nhất tâm còn loạn là sao? Nhất tâm cái câu đó mà câu thứ hai nó có thể loạn. Còn nhất tâm bất loạn là không có bây giờ loạn nữa. Thì mình làm chưa có được đâu. Nhưng mà mình là có thể nhất tâm một câu, nhưng mà có thể loạn cái câu thứ hai. Nhất tâm còn loạn. Nhất tâm đó thì cảm ứng với Phật. Bởi vì giảng cái chữ nhất tâm là vậy. Nhất tâm là một tâm, tại vì tâm thì có một thứ à, làm sao có hai thứ được. Vì cái tâm mà nó đã có ý niệm Phật á, thì nó không có ý niệm khác. Cái chỗ mà có ý niệm Phật, cái chỗ đó gọi là nhất tâm. Nhất tâm một sát na rất nhỏ trong đó thôi, nhưng mà chúng ta tu từ từ nó sẽ kéo cái sát na ra dài, gọi là cái tâm nó sẽ kéo dài ra. Kéo dài ra thì nó thành tịnh niệm. Và tịnh niệm tương tục nó vậy đó. Nếu mà tịnh niệm tương tục là giảng sanh rồi đó. Có nghĩa là bây giờ mình tu 5 phút tịnh niệm tương tục thì 5 phút đó mà có lâm chung là đi Tây Phương liền đó. Nhưng mà rất là tiếc, sau 5 phút đó nó tán tâm thì nó nguy hiểm. Cái chỗ nào tán tâm thì chỗ đó nguy hiểm. Cho nên mình tu sao mà cái tịnh niệm lúc nào cũng giữ được, thì cái hoa sen là nắm ở trong tay gì đó. Hết có chạy khỏi rồi. Tại vì niệm niệm đều là có A Di Đà Phật, thì không còn lo nghĩ gì hết. Lúc đó đó, những cái phiền não và những cái tham sân si mình có thể buông xả. Tại giờ tôi có hoa sen rồi, mấy cái đó không cần nữa. Phải không? Mình có thể chấp nhận buông xả được. Bao nhiêu tiền giàu bao nhiêu cũng buông được. Tại vì mình có hoa sen tốt hơn, mấy cái kia không cần nữa. Còn bây giờ không có hoa sen thì phải cần à, phải lấy nó lên. Rất là khó. Bởi vì phải tu. Tu tới chừng nào mà mình nắm được cái chánh niệm, liền có thể buông xả vạn duyên. Có thể cái phiền não nó mình có thể cởi bỏ được. Tại vì tôi có cái này quý hơn, tôi sẽ bỏ những cái thứ kia rất dễ dàng. Bây giờ đó chưa có được như vậy thì học cái pháp trước, tu cho đúng. Mỗi niệm ở trong tâm đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, câu nào cũng rõ ràng, chữ nào cũng phân minh hết. Từng câu rất là rõ, để cái ý niệm nó có thể khởi lên là con muốn về với Phật, phải không? Nó đã có cái ý niệm đó rồi đó, thì mỗi niệm cái ý niệm đó đều là A Di Đà Phật, không có cái khác. Cái đó đó thì Phật gọi là nhất tâm, một tâm cầu sanh đó. Các ngài thường nói một lòng cầu giảng sanh, một lòng cầu giải thoát, một lòng quay về với Phật. Nó là như vậy. Thì Phật tiếp dẫn đó là tiếp dẫn cái tâm đó, tiếp dẫn cái tâm mà ông nhớ Phật đó. Bây giờ nhớ Phật thì Phật tiếp dẫn à. Bây giờ cái tâm đó mà có thì Phật tới đưa cái tay đem hoa sen tới, ông có thể về Tây Phương. Tại vì Phật đó là cái tha lực tiếp cái tâm đó mới được. Mình có cái tâm đó, cái tâm có Phật đó, thì Phật có cái tâm có mình.
hai bên cảm ứng, giống như kinh dạy mình thấy rõ lắm. Thì Phật tới đó là tiếp dẫn cái tâm ông muốn về với tôi, chứ ông không muốn về tôi kêu làm sao được. Ví dụ bây giờ tôi giới thiệu cái nước của tôi nó đẹp vậy đó, ông muốn đi không? Ông đi đó thì ông muốn đi đó thì tôi mới dắt ông về, chứ ông không muốn đi ai mà ép làm chi. Ông muốn đi sao ép được, thì ông cứ suy nghĩ thì không muốn đi rồi đó. Ông suy nghĩ cái gì là ông thích cái đó, ông kẹt vô đó thì ông sẽ đi lại cái chỗ đó. Còn ông mới suy nghĩ về thế giới của tôi nè, ông muốn, ông nhớ tôi đi, thì đó, tôi dắt ông về được, tại vì ông thích mà. Đại nguyện của tôi là tiếp người nào thích kìa, người nào không thích thì không có ép. Không có thích thì sao mà tiếp được. Cho nên nói rằng tiếp dẫn là tiếp dẫn. Tiếp dẫn cái tâm có Phật của ông đó, tiếp dẫn cái tâm mà niệm Phật của ông, chẳng phải tiếp dẫn cái thân này, chẳng phải tiếp dẫn những cái suy nghĩ lung tung của ông đâu. Những cái suy nghĩ đó không có tiếp dẫn được. Bởi vì muốn cho cảm ứng với Thế Tôn, ông bắt buộc phải có cái tâm nhớ Phật mới được. Phải có cái tâm có Phật, Phật sẽ tiếp dẫn cái tâm đó. Mà cái tâm đó phải tu cho nó liên tục luôn, chứ không phải là một ngày tu hai ba niệm như vậy đâu. Bởi vậy cái người biết niệm Phật, niệm một câu nó xứng đáng một câu, một câu là nó đầy đủ hết tất cả. Còn nếu không biết niệm cả ngày tới mấy trăm tràng, cũng tính một câu cũng khó lắm. Là không biết cái cách, không có biết cái cách dụng công, cứ niệm bằng cái miệng như vậy suốt cả ngày, rồi phiền não nó xâm nhập, không có bảo đảm giảng sanh gì hết, thì uổng lắm. Mình có thể đi tới cái bước này, nhân duyên đã thù thắng tới như vậy rồi, mình phải bước thêm một bước nữa. Các vị ở đây nhân duyên đã đầy đủ. Bây giờ học cái bài này đó thì phải nhớ cho kỹ để tu cho đúng. Tu đúng thì sẽ giảng sanh, hết khổ, rồi làm Bồ Tát hết tất cả. Vừa suy nghĩ cái điều khác ở trong lục đạo liền chướng ngại với Phật. Nói như vậy giống như cái hồ nước đục mà, vừa suy nghĩ tới là liền chướng ngại à. Giờ muốn chướng ngại hay là muốn Phật tiếp dẫn, mình tự chọn. Nếu mà ông vừa suy nghĩ cái miệng niệm Phật mà cái tâm vừa suy nghĩ thì cái hồ nước đục liền đó, thì dù Phật có hiện ra cũng không có cách gì, tại vì cái tâm của ông chướng hết tất cả đại nguyện rồi. Tâm của ông cùng Phật quang chẳng có chiếu rọi lẫn nhau thì không có thể cảm ứng. Tâm của ông đang nghĩ cái khác thì là không có thể nào mà cảm ứng được cái gì nữa hết á. Cũng như mình kêu người ta cầu cứu, mình phải nghĩ tới người ta chứ, mình kêu người ta cầu cứu mà mình cứ nghĩ cái khác, ai mà cứu được, thí dụ như vậy. Cho nên không có hiệu lực gì hết. Niệm Phật như vậy thì một chút công lực gì cũng không có, tại tha lực xài không được, toàn là tự lực. Niệm Phật như vậy là niệm Phật tự lực. Niệm Phật tự lực thì thoát không nổi rồi, tại vì nghiệp chướng nhiều quá, không có đoạn nổi. Niệm Phật tự lực thì tự mình phải đi đầu thai, nhưng mà nó thành một cái phước báo rất là vô lượng vô biên. Niệm Phật tự lực nó cũng vô lượng vô biên phước báo, nó giống như là người ta tu mấy cái môn khác vậy đó. Thành ra là mình đem cái tịnh tông biến thành cái pháp khác, cũng là tu hành nhưng mà tự lực, không phải tha lực. Mà tịnh tông là tha lực, và tự lực thì mới gọi là tịnh tông. Nếu mình niệm Phật cái kiểu như mà sai lầm vậy đó là tu cái môn khác rồi. Nó cũng là một pháp tu hành công đức vô lượng, nhưng mà Phật không có đón được. Phải không? Phải không? Nó cũng là pháp tu hành. Tại vì khi mà niệm danh hiệu Phật lên là nó vậy đó, nó là pháp tu hành, nhưng mà Phật đón không được thôi. Đón không được thì đi luân hồi. Nhưng mà công đức vẫn ở đó, vẫn đầy đủ hết tất cả. Bởi vì hồng hiệu mà danh hiệu của Phật là vậy. Bây giờ muốn có công đức vô lượng vô biên mà muốn Phật tiếp dẫn nữa thì phải làm cái kiểu này. Phải biết như vậy đó thì mới tu được. Nếu mà chư vị, nếu mà chư vị không có hiểu được cái đạo lý này đó thì không có khác gì với chưa có tu gì hết đó, giống nhau. Không biết chừng nào Phật mới tiếp dẫn được, tại vì Phật tiếp dẫn ông không được. Cái đạo lý này phải hiểu thiệt là rõ. Ngồi ở chỗ này, cái miệng niệm Phật mà tâm nghĩ tới cái khác là hư hết một đời. Lý Bỉnh Nam thương mình lắm, nhưng mà chúng ta quả thật là không phải dễ dàng. Thương mình lắm mới dạy như vậy. Nếu mà ông miệng niệm Phật tâm nghĩ cái khác thì hư hết rồi. Trong lúc niệm Phật tâm nghĩ tới tiền tài thì lục đạo luân hồi sẽ sanh lên trời. Nếu mà chúng ta nghĩ tới những cái quý, những cái cao quý, những cái cao sang, những cái phú quý thì khi mất cái phước báo đó đưa mình lên trời. Khi mình niệm Phật nghĩ tới gia đình, nghĩ tới những cái gì mà giống như nằm ở trong cái loài người đó, gia đình, những cái sinh hoạt của người vậy đó, thì sanh vào cõi người. Khi nghĩ tới cái mình niệm Phật vậy, nghĩ mình giờ giỏi hơn người khác rồi, mình bây giờ tiến bộ tu giỏi rồi thì sẽ sanh vào Atula.
Tại vì tranh đấu mà muốn hơn người ta thì nó liền sanh vào Atula. Khi mà niệm Phật đó mà giận quá, rất là sân nổi dậy đó, thì đọa vào làm cái ông thần rất là dữ. Khi mà niệm Phật mà thèm thức ăn quá thì sanh vào ngạ quỷ mà rất là giàu có. Lợi hại. Ngạ quỷ mà là chắc là phú quý trong ngạ quỷ. Ngạ quỷ mà không có bị đói, cứ ăn suốt thôi. Khi mà niệm Phật mà niệm Phật mà buồn ngủ thì sanh vào súc sanh. Nói chung nếu mà niệm Phật mà có suy nghĩ thì không có tới Tây Phương, bảo đảm là không có tới Tây Phương. Tại vì suy nghĩ đó tương ưng với những cái thứ đó. Mình suy nghĩ cái gì nó nằm ở trong mấy cái ngài nói hết trơn. Nó không nằm cái này, nó nằm cái kia. Vì vậy mà nó sẽ đi vào cái con đường đó. Cái con đường lục đạo đó là do tư tưởng mà tới. Mà tư tưởng làm thành nghiệp, nghiệp nó đưa tới chỗ đó. Cho nên chúng ta đó, nếu như mà niệm Phật mà còn suy nghĩ đó, liền đi vào mấy cái thế giới này. Muốn về Tây Phương về không được. Tại Phật là tha lực. Ông không có nhớ Phật làm sao mà xài tha lực được. Ông xài tự lực. Mà tự lực ông không có thanh tịnh, ông chỉ nghĩ những cái thứ này không à. Vì vậy ông phải đi vô mấy cái chỗ này rất là cay đắng, nhưng mà vô chỗ nào cũng hạnh phúc hết á. Tại vì phước báo lớn à, chứ không phải thường. Ví dụ mình đi vô cái người đó thì làm vua, làm những cái tướng, những cái vị mà cao cấp, rất là giàu có, rất là giỏi. Tại vì công đức niệm Phật rất lớn. Niệm Phật không có đọa địa ngục. Đó là nói như vậy đó. Kiếp sau không có đọa địa ngục. Người niệm Phật công đức quá là lớn, không có đọa địa ngục. Nhưng mà ngạ quỷ thì đi vào ngạ quỷ. Còn nếu mà làm súc sanh đó, là súc sanh cao cấp. Súc sanh rất là sướng à, giống như người ta phải đem thức ăn tới, người ta đưa cho ăn, thí dụ như vậy. Người ta thương mến, không có khổ gì hết, không có lo gì hết. Súc sanh cao cấp, sanh trong bất cứ cái loài nào trong lục đạo cũng đều là hưởng phước hết. Nhưng mà khi hết phước rồi đó thì liền nhập vào cái thai mê muội, bị cách ấm chi mê đó. Khi mà cái đời thứ ba mà sanh ra thì tính lại từ đầu. Công đức niệm Phật xài hết rồi, giống như vậy đó, tính lại từ đầu. Công đức niệm Phật nó ẩn ở trong đó, nó không hiện được nữa. Tại tới đời thứ ba nó không có đủ cái sức nữa rồi. Thì mình hưởng thụ một đời thôi, thiệt là mình tu mấy chục năm khổ sở mà hưởng có một chút thì uổng lắm. Thì cái công đức đó nó liền đưa vào cái tạng thức để ba mấy chục, bao nhiêu đại kiếp nữa, nó hiện ra bao nhiêu ngàn kiếp nữa, không biết mình đi luân hồi kiểu nào. Nhưng mà tới một ngày nào đó nó hiện ra, mình liền nhập trong đạo tràng tu tiếp. Mình sẽ tu nữa, nhưng mà mình không có khéo thì nó cứ như vậy đó. Nó khó lắm. Bởi vì nói là bây giờ có nhân duyên, bây giờ mình đã được như vậy là tiền kiếp mình có tu và nó hiện đó, nó tới chứ mình, để cho mình có thể có khả năng biết được Phật Pháp để mà giải thoát. Mình không nắm vững thì mình bị một dòng như vậy. Không biết cái kiếp thứ ba mình làm cái gì mình không có biết. Nếu mình làm tốt, mình làm có thể xuất gia cái gì thì mình tu tiếp, còn mấy thì mình lạc đường nữa. Không có ai bảo đảm. Tại vì khi mà nhập vào cái thai của người mẹ liền quên nó tất cả. Sanh qua một cái những cái tiền kiếp, nghiệp chướng và phước báo nó tới mình không có đoán được. Mình cũng có phước báo ở tiền kiếp và nghiệp chướng nữa, cho nên nó tới cái đời thứ ba thì không có ai biết được. Thì như vậy thì nguy hiểm. Cho nên bây giờ đó hiểu được thì biết làm sao xài cái lực của Phật. Làm sao mà xài cái lực. Tại vì tịnh tông là xài cái lực của Phật, chẳng phải cái sức của mình. Sức của mình là làm sao để cho lấy cái tha lực xài được thôi, phải không? Mình tự lực là mình làm cho nó thanh tịnh để cái tha lực nó tới được. Đó là tự lực và tha lực. Chứ sự thật ra là giải thoát là nhờ cái lực của Phật. Chứ mình đâu có biết Tây Phương ở đâu mà đi. Nếu mà kêu mình đi kiếm mà không có kiếm được. Vì thế ở trong đạo tràng niệm Phật, ông phải buông xuống hết tất cả. Ông phải buông xuống thì như vậy mới cảm ứng với Phật. Cái lỗ tai phải nghe cho thiệt là rõ âm thanh đó, phải rất là rõ, in cái âm thanh nó vào trong tâm. Đi ra đi vào, trở ra trở vào, niệm cho nó rất là thuần thục. Cái tâm nó rất là thuần thục để mà niệm niệm đều là cầu sanh Tây Phương, niệm niệm đều là nhớ Phật, niệm niệm đều là tưởng Phật, niệm niệm đều là có Phật. Làm sao cho nó rõ tới như vậy. Khi nào mà nó rõ là trong tâm cái Phật rõ lắm. Nhưng mà nó không có phải dễ dàng, chúng ta phải tu từ từ. Thì khi nào mà tu được quý vị sẽ mừng dữ lắm, có thể là rơi nước mắt mà khóc. Nó mừng lắm, tại vì nó đúng pháp rồi. Tu đúng cái phương pháp của người ta. Chư tổ dạy như vậy, mình tu đúng như vậy.
Thì ngày xưa chứng hiếu xuất gia cứ cầu được như vậy: ai có thể dạy cho con tu đừng có sai, để con giải thoát kiếp này con không muốn luân hồi nữa. Cả một đời con tập trung hết tất cả sức lực ở trong đây, hy sinh hết tất cả để mà cầu giải thoát, ai có thể chỉ cho được? Rất là khó khăn. Muốn mà biết, nhiều khi cái sách nó tới tay đó mà cũng không có hiểu được, hoặc là tôi cũng chưa có đúng được, phải chờ thời gian. Cái lúc nào đó mà cái câu niệm Phật nó rõ được như vậy, mà cái tâm nó đã hợp với cái tiếng được rồi, thì mình mới biết rằng đó là cái phương pháp này nếu tu lâu thì nhất tâm bất loạn thì không có xa đâu, mình có thể làm được. Ở nhà lâu ngày sáng tối niệm Phật chừng 2 tiếng đồng hồ, loạn tâm xuất hiện thì cũng là uổng một đời. Có nghĩa là sáng trước khi đi Phật niệm một tiếng, xong rồi đi làm về cái niệm một tiếng, còn 22 tiếng thì suy nghĩ. Ngài nói vậy đó. Thì thường là như vậy, là Phật tử tinh tấn giỏi nhất, người Phật tử giỏi nhất là làm được như vậy, phải không? Sáng niệm Phật một tiếng không phải thường đâu, khó lắm, mình không làm được. Sự thật là làm không được. Mà tối đi làm về mệt lắm, niệm một tiếng là tinh tấn bậc nhất. Nhưng mà đối với Ngài Lý Bên Nam thì là uổng một đời, tại vì 22 tiếng kia suy nghĩ không có cảm ứng gì hết, còn 2 cái tiếng niệm nó cũng chưa chắc gì mà có Phật trong tâm nữa. Bởi vậy mới đi đầu thai đông tới như vậy. Vì vậy phải giữ cái tịnh niệm nói tiếp: ở đạo tràng tu như thế nào, về nhà tu giống như vậy, thì được cái nhờ cái tha lực của Phật sẽ thành công, sẽ ngồi trên hoa sen rất là an toàn, rất là bảo đảm. Cái điều đó rất là bảo đảm, tại vì cái tâm mình đã có Phật rồi. Khi nào mà tâm mình đã có Phật rồi thì mình mới dám hy sinh những cái thứ khác. Mình sẽ bỏ hết những cái thứ khác, những cái kia mình không cần nữa. Giống như mình có 1 tỷ đồng thì mấy cái đặt chặt kia mình bỏ hết phần nữa, thì mình có cái hoa sen rồi, an ủi mình lắm. Cho nên từ đó mà đạo lực càng ngày nó càng tăng tiến, phải không? Con đường Bồ Đề nó sẽ tiến rất là xa, tại vì nó có cái chìa khóa để mở ra được. Tại vì là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp đệ tử và chúng sanh.